Mình sẽ hướng dẫn các bạn xác minh KIC cái kèo Emirates, cái kèo phần thưởng 200.000 đô chia đều cho các bạn. Các bạn sau khi các bạn đã đăng nhập email và mật khẩu, các bạn nhập cái mã 23 của các bạn vô các bạn, vì để bảo mật mình không có ấy được các bạn. Rồi đầu tiên các bạn vào cái phần xác minh điện thoại này các bạn. Rồi các bạn chơi kèo này rất ngon các bạn. Sớm mình có review một cái kèo kiếm tiền đồng LCRB đó các bạn. Các bạn vô chơi kèo đó thơm lắm các bạn. Rồi các bạn nhập số điện thoại của mình vô các bạn. Cộng các bạn đi với mình nha, 84 nha các bạn. Rồi số điện thoại các bạn bỏ không đương các bạn. Bỏ 03299 1577. Rồi các bạn bấm nút gỡ mã các bạn. Xác minh đã được gỡ đến số điện thoại của bạn. Các bạn chơi mấy cái kèo này đi các bạn không có chắc ăn lắm. Mấy cái sàn giao dịch này là nó giới thiệu tiền điện tử của nó không, nó bị tự cam như mấy kia. Rồi sao chép 13905. Rồi bắt vào. Mình xin nhắc lại các bạn nào mà chưa chơi KC cái sàn Covid thì vô KC nha các bạn, để sau này KC lâu lắm các bạn. Rồi verify thành công. Rồi các bạn ghi full name tên nha các bạn, tên ảnh đi, full name là tên, last name là họ, last name là tên họ, Quỳnh đi, full name là họ, full name là tên chứ ảnh chứ, last name là họ Quỳnh. Rồi địa chỉ, rồi giấy ngày tháng năm sinh nha các bạn. Đây này các bạn ghi tên họ, ngày sinh, ngày tháng năm sinh nha các bạn. Rồi quyền công dân thì các bạn gõ vô từ tiếng Việt nha các bạn. Rồi còn vị đích danh là địa chỉ cư trú các bạn, các bạn ngủ đâu thì các bạn ghi vô các bạn. Vì mình ở Việt Nam mình ghi số nhà đi, 162. Rồi các bạn, rồi đây là địa chỉ cư trú các bạn, rồi quốc gia cư trú nè, các bạn nào ấy thì ở đâu thì ghi vô các bạn. Còn city là bạn ở sống thành phố nào, còn này là mã bưu chính, mã bưu điện của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm nét nha. Rồi các bạn bấm nét nha các bạn. Mía quá tờ. Máy điện thoại này bị gì trời. Vì là cái thành phố này sai các bạn ơi. Rồi các bạn ấy bấm nét nha các bạn. Rồi tải lên xác minh danh tính thành công nha các bạn. Rồi qua đây thì chụp ảnh nha các bạn. Khoan để mình tìm hiểu thêm. Rồi nha các bạn, tới bước 3 là loại tài liệu các bạn nhấp vào nút này nè các bạn. Các bạn nhấp vào, các bạn chọn loại tài liệu nha các bạn. Rồi nha các bạn nhấp vào cái mục cái hình này nè các bạn, các bạn chọn phương tiện xác minh nha các bạn. Hộ chiếu chứng minh nhân dân đi, bằng lái xe nè các bạn. Mình khuyên các bạn nên chọn chứng minh nhân dân đi các bạn. Rồi. ID card number. Giấy chứng minh nhân dân các bạn. Rồi các bạn kéo lại một này nè các bạn. Các bạn chụp cái một cái bức ảnh nha các bạn. Chụp một cái mình này quá tạt đi. Một cái ảnh chứng minh nhân dân mặt trước nha các bạn. Mình sẽ lấy cái bức ảnh chứng minh nhân dân mặt trước của mình. Mấy cái KC này quá khó rồi các bạn ơi. Cố gắng các bạn ơi.
cái game mệt quá các bạn ơi, chơi này đi. Cả xe xong bỏ đó chờ ngày rút tiền về. Ok, mấy cái kèo này là kèo ăn chắc không? Rồi. Em ai đứng gọi ta? Rồi nha các bạn chỉ cần chụp một cái bức ảnh lên, còn cái vụ mà ngày hết hạn hộ chiếu các bạn khỏi nha các bạn. Các bạn chỉ chụp lên một cái chứng minh nhân dân mặt trước là được nha các bạn. Vậy là mình đã KYC thành công nha các bạn. Giờ chủ yếu là đang xử lý nè các bạn. Ồ, đâu hoạt động, mình kiếm cái tên của mình coi, ảnh Nhân Quỳnh đâu rồi, địa chỉ IP đâu rồi. Quá mừng rồi, quá mừng rồi. Vậy là KYC này còn dễ bẹt à. Các bạn hai người này cơ sẽ thất bại đó các bạn. thất bại rồi. Vậy video của mình tới đây đã kết thúc, xin chúc các bạn cai xe thành công và cùng mình kiếm tiền trên một cái kèo iGot này các bạn. Vậy mình giờ kiếm tiền MO đi các bạn ơi. Vậy chào tạm biệt các bạn.